một người phụ nữ 49 tuổi tại Thái Lan đang đi bộ dọc bờ biển sau một trận mưa lớn thì tìm thấy một khối lớn nghi là bãi nôm cá voi có thể trị giá hơn 260.000 đô. Người phụ nữ tên là Siribot nhận thấy khối trên có mùi giống như cá nên quyết định kéo nó lên vì tin rằng thứ mà mình vừa tìm thấy có thể là một bãi nôm cá voi hay còn gọi là lông diên hương. Để xác định tính chân thực của khối lông diên hương, cô và những người hàng xóm đã mang ra một ngọn lửa đến bên cạnh khối u này khiến nó bị tan chảy, nhưng chỉ một lúc sau thì nó lại đông cứng. Hiện tại, cô đang chờ đợi các chuyên gia tới nhà để xác nhận khối lớn mà cô tìm thấy đúng là lông diên hương với chiều rộng 25cm, dài 60cm. Khối lông diên hương này có thể trị giá lên tới 186.500 bảng Anh, hơn 260.000 đô. Lông diên hương được tạo ra bởi cá nhà táng khi các ống dẫn mật trong đường tiêu hóa tiết ra dịch để các vật lớn hoặc sắc nhọn dễ dàng đi xuống dạ dày. Sau đó, con cá voi sẽ nôn ra chất nhầy, đặt lại và nổi trên bề mặt đại dương. Được biết, ban đầu khối cứng này có mùi hôi, nhưng sau khi lớp màng nhầy khô đi, nó sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và lâu dài. Vì thế, nó trở thành một nguyên liệu được săn lùng trong ngành sản xuất nước hoa.